Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết để cho hồ cá của mình lúc nào cũng trong sạch, không có thứ ăn thừa, cá lớn đều, không có bị bệnh luôn. Nhưng thực ra đây là một câu chuyện buồn trong cái hành trình khám phá ra bí quyết này. Rồi, không làm mất thời gian nữa, mình sẽ giới thiệu luôn bí quyết nằm ở phía sau cái hộp này. Đây. Các bạn để mình đưa lại gần cho các bạn thấy. Đó. Các bạn có thể nhận ra đây là gì không? Rồi. Về chi tiết lại quá trình khám phá mình sẽ các bạn có thể xem ở phần sau của video. Một giờ trước. Đây. Đây là cận cảnh mình cho cá của mình ăn. Cá này là nó được một tháng tuổi nha các bạn. Cá nó ăn trộm thêm mèo. Nói cho các bạn biết luôn, bầy cá này là bầy cá đầu tiên của mình luôn đó. Cá lớn khá nhanh, đều mà không có bị bệnh. Nói chung là đó giờ là mình chưa có phải vớt con cá chết nào từ cái hồ này ra hết. Đây có thể nói là cái niềm vui của cái người nuôi cá thôi. Niềm vui đơn sơ của người nuôi cá chỉ có vậy thôi các bạn. Thấy cá khỏe mạnh, ăn thức ăn mà thấy nó ngon lành. Rồi, thật ra là mình có một cái nghi vấn lớn về cái hồ cá này. Có cái điều gì đó bất thường á. Cho nên là hôm nay mình quyết định thay nước mà thay hết luôn, xúc đáy hồ, rửa sạch hồ luôn. Rồi, để mình làm rồi mình cho các bạn xem nha. Đó, có lẽ là đã hết rồi đó. Rồi bây giờ để mình đem qua cái hồ nước trong hơn. Vẫn còn các bạn ơi. Đây. Tan. Bây giờ nước đã trong rồi, các bạn có thể thấy. Đây là bí quyết nuôi cá đều, sạch, không có thức ăn thừa, cá không bị bệnh. Đây là một câu chuyện buồn mấy bạn à. Các bạn có thể thấy theo kinh nghiệm mà nuôi cá tạp của mình á, thì đây là những con cá lóc con. Quá trời luôn. Nhưng mà nó đã lớn được như vậy thì mấy con cá mà cỡ một tháng tuổi trở lại là nó nuốt trọn được luôn á. Cái miệng nó cũng khá bự các bạn. Wow. Mình nghĩ mọi chuyện nó cũng tương tự như vậy thôi. Có thể cái này nó hơi quá nhưng mà về bản chất là vậy. Cá lớn nuốt cá bé thôi. Cho nên khi mà các bạn mới nuôi phải cẩn thận cái mình bỏ bất cứ thứ gì vô hồ cá mình. Rồi. Đi vớt bèo với lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình đã vớt luôn về dắt mình nó còn nhỏ hoặc là nó dính vô trong rễ qua, hoặc là dính vô mấy cái kẽ mấy hốc của cây lục bình đó các bạn.